Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài tập của cái bài số 3 rồi đúng không nào? Nói chung là cái bài số 3 này nó cũng không khó, nhưng mà tương đối là tính nó hơi lằng nhằng phức tạp một chút xíu thôi, nó hơi dài thôi chứ cũng không có khó em nha. Ta chủ yếu là nghe thầy giảng là ta sẽ biết cách tính thôi. Trong clip hôm nay thì chúng ta sẽ đi sang ở phần bài tập cuối chương 7. Chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi trắc nghiệm trước em nha. Ta sẽ đi sang câu số 1 này. Một doanh nghiệp sản xuất xe ô tô khảo sát chất lượng tiêu thụ trên 100 km của một số loại xe ô tô trên thị trường. Kết quả khảo sát 100 chiếc xe. Như vậy cỡ mẫu của ta N của ta đây là 100 chiếc xe này, được biểu diễn trong hình bên. Nhớ đây người ta lấy là 100 chiếc nha. Là N của ta là 100 xe này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái lượng xăng tiêu thụ lít ở trên 100 km, cái em thắng nè, nghĩa là từ 4 cho tới 4,5 từ 4 cho tới dưới 4,5 lít là chiếm 15%, nghĩa là nó sẽ chiếm là 15 xe á, em hiểu không? Như vậy ở đây người ta hỏi này, tần số tương đối của số lượng xe tiêu thụ dưới 5 lít xăng. Dưới 5 lít xăng nghĩa là từ 4 cho đến 4,5, và từ 4,5 cho tới dưới 5, nghĩa là chúng ta sẽ lấy hai cái phần trăm này này, hai phần trăm này chúng ta sẽ cộng lại. Như vậy ở đây câu A này, chúng ta sẽ có là đây là 15% cộng đây cho 24%, có đúng không? Thì đây sẽ bằng là 39%. Như vậy thì tần số tương đối, như vậy người ta tính là phần trăm. Như vậy đây là chúng ta chọn câu B này, hiểu chưa? Tại vì dưới 5 lít này, dưới 5 lít. Tiếp tục câu B này, khoản tiêu thụ xăng phổ biến nhất là, khoản tiêu thụ xăng phổ biến nhất là, đó chính là cái thằng đây chiếm 34% là cao nhất, là nó chiếm từ là 5, từ 5 lít cho tới dưới 5,5, từ 5 lít cho tới dưới 5,5 đây, từ 5 cho đến 5,5 là chúng ta sẽ chọn đây là câu C, là cái ngưỡng này này là phổ biến nhất này. Tiếp tục, trong tất cả những chiếc xe được khảo sát có bao nhiêu chiếc xe tiêu thụ từ 5 đến dưới 5,5, nghĩa là ở cái đoạn này khi đi hết quãng đường 100 km, thì cái này dễ, chúng ta sẽ lấy 34%, đúng không? Chúng ta nhân vào đây cho 100 chiếc xe, chúng ta nhân cho 100 chiếc xe, có hiểu không? Như vậy ở đây nó sẽ là 34 chiếc, tại vì ở đây người ta đã cho em là 100 chiếc xe này, mà 100 chiếc xe này thì cái khoản tiêu thụ từ 5 cho tới 5,5 lít là nó chiếm là 34%. Như vậy để tính số lượng xe thì người ta lấy 34% này nhân cho 100 chiếc xe là cỡ mẫu đây, thì nó ra được là 34 chiếc. Như vậy đây người ta sẽ chọn thầy là câu A. Vậy thôi, dễ hiểu không? Đúng các em, quá dễ hiểu đúng chưa? Ok, hiểu người ta. Thầy giảng cực kỳ chi tiết ở trên cái hình này, thầy chỉ trực tiếp luôn này, và thầy có sự tính toán ở đây và chỉ trực tiếp trên hình này, chúng ta thấy dễ hiểu nhất đúng không? Ta sang câu số 2 này. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục đơn vị là giờ từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin cùng số máy tính cùng loại thống kê như sau. Ở đây là có tần số rồi, ở đây chúng ta cộng lại này để chúng ta tính cỡ mẫu này. Tính cỡ mẫu N chúng ta lấy 2 này, cộng 4, cộng 7, cộng 6. 4 cộng 6 là bằng 10, 2 cộng 7 là 9, chứng tỏ thằng này là bằng 19 đúng không? Cỡ mẫu của ta là 19. Nhưng mà cỡ mẫu của ta đây chính là câu B này, 19 này. Đó, bằng cách chúng ta lấy mấy thằng này chúng ta cộng lại này, ra được cỡ mẫu này. Hiểu chưa? Ok. Câu B, số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ 7,4 cho đến 7,8 giờ là, số lượng máy tính là bao nhiêu? Như vậy 7,4 cho tới 7,8, đây 7,4 này, 7,6, 7,6, 7,8 là chỗ đây. Nghĩa là chúng ta lấy hàng này chúng ta cộng lại. Như vậy ở đây chúng ta lấy 4 này, số lượng từ 7,4 tới 7,6 là 4, từ 7,6 tới 7,8 là 7, là 7 cộng 4, 4 cộng 7 là bằng 11 máy. 11 máy, chúng ta chọn câu A. Quá dễ, được chưa? Tiếp tục, tỷ lệ máy tính có thời gian sử dụng từ 7,6 giờ trở lên là bao nhiêu? Từ 7,6 giờ trở lên nghĩa là từ 7,6 cho tới 8 giờ. Nghĩa là người ta lấy 2 này người ta cộng lại và người ta chia ra.
Như vậy ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ từ 7,6 giờ trở lên á, số lượng máy sử dụng từ 7,6 giờ trở lên là chúng ta sẽ lấy là 7 cộng cho 6 là bằng bao nhiêu? 7 cộng 6 là bằng 13 máy. Để tính tỷ lệ phần trăm, ta lấy 13 máy này, có đúng không? Ta chia cho gì? Chia cho 19 là cỡ mẫu và nhân cho 100%. Thì đây chúng ta lấy 13 chia cho 19 và nhân đây cho 100% là ra ở đây. Em hiểu không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là 13 chia cho 19 bằng nhân cho 100, 68,42. Đây, 68,42 nha. Đây câu B này. Đó, thầy giải cực kỳ chi tiết nha. Nghĩa là không có bỏ qua một cái yếu tố nào cả, không có bỏ qua, mà thầy sẽ làm cực kỳ chi tiết để chúng ta sẽ thấy rất là dễ hiểu. Nghĩa là người ta hỏi cái gì thì chúng ta trả lời cái đó, dựa vào trên cái bảng đó, cái bảng tần số để chúng ta làm nha. Nói tóm lại, trắc nghiệm là đơn giản thôi, trắc nghiệm là cực kỳ đơn giản, khỏe lắm. Vậy trắc nghiệm nó không xuống được em, có máy tính đồ hỗ trợ chứ con làm tự luận, thầy nói em làm một bài là mỏi dài. Xu thế bây giờ thì nó chuyển, bây giờ nó hơi chuyển sang một phần tự luận rồi đó. Ta sẽ đi sang câu số 3 nha, câu số 3 nha. Ok, bản dưới đây ghi lại cự ly ném tạ đơn vị là mét của một vận động viên trước và sau đợt tập huấn đặc biệt. Cự ly nè, nghĩa là từ 20 cho tới dưới 20,2 mét, từ 20,2 rồi cứ như vậy. Thì ở đây cái tần số trước tập đợt tập huấn này, như vậy em ta cũng cộng lại này, n cỡ mẫu đây là bao nhiêu này, n ở đây sẽ là lấy 3 cộng 5, 5 cộng 5 đây là 10, 15 ở đây là 16 đúng không? Tương tự như vậy, đây là lấy 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 4 bằng 7, 7 cộng cho 3 là 10, 5 với 1 đây là nữa cũng là 16. Cỡ mẫu đây là 16 nha. Nhớ lại cỡ mẫu đấy rất quan trọng. Bây giờ này, người ta nói là cái tần số tương đối của số vận, của số lần vận động viên dưới dưới ở đây là 20,4 trước khi tập huấn là, trước khi tập huấn là trên đây dưới 2,4, thì chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ lấy 3 cộng 5, tại vì từ 20 cho tới 20,2, 20,2 cho tới 20,4 thì chúng ta sẽ lấy 3 cộng 5, thì thằng này chúng ta sẽ lấy là 3 cộng cho 5 chia cho 16 và nhân ở đây cho 100%, đúng không? 3 cộng 5 bằng 8, 8 chia 16 là bằng 0,5. Cứ đúng nào, 0,5 mà nhân cho 100 thì cái này nó sẽ bằng là 50%. 50% nha. Như vậy đây chúng ta chọn câu D. Em hiểu không? Tại sao nó ra câu D chưa? Tại vì ở đây là trước tập huấn nè, trước đợt tập huấn thì ở đây người ta nói là dưới 20,4, nghĩa là chúng ta sẽ lấy hai nhóm này, chúng ta cộng lại tần số 3 này, tần số 5 này cộng lại và chia cho cỡ mẫu ta là 16, tổng hết cả cái này là đều bằng 16 này. Câu B, tần số tương đối của số lần vận động viên ném từ 20,8 mét trở lên sau khi tập huấn. Sau khi tập huấn thì chúng ta sẽ nhìn ở đây, từ 28, từ 20,8 trở lên là đây, thấy không? Hai nhóm này này, từ 20,8 trở lên là chúng ta lấy 3 cộng 1 này, chúng ta lấy đây là 3 cộng 1 chia cho 16, cỡ mẫu nó 16 nhân ở đây cho 100%, thì kết quả ở đây sẽ bằng là 25%. Tại vì sao thầy biết như vậy? Tại vì chúng ta lấy 3 cộng 1 là 4, 4 chia 16 là bằng 0,25, nhân 100 là 25%. Đây câu B xong. Em có hiểu không? Hiểu chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu C, tần số tương đối của số lần vận động viên ném từ 20,8 mét trở lên sau khi tập huấn tăng thêm nha. Như vậy cái tần số ở đây người ta nói là gì? Tần số tương đối của số lần vận động viên ném từ 20,8 mét trở lên sau khi tập huấn tăng thêm là bao nhiêu? Tăng thêm là bao nhiêu thì chúng ta sẽ trừ ra trước tập huấn và sau tập huấn, đúng không? Trước tập huấn và sau tập huấn. Như vậy thì
Nếu mà sau tập huấn là 25%, còn trước tập huấn của nó là ở đây này. Nếu mà trước tập huấn nha, thầy sẽ tính ở chỗ này là trước tập huấn. Trước tập huấn này thì từ 20,8m trở lên là lá hàng này cộng lại lấy 1 cộng 0. Các em sẽ lấy 1 cộng cho 0 chia đây cho 16 nhân đây cho 100%. Thì ở đây sẽ bằng là 6,25 đúng không em? Phải không? Để thầy tính thì sợ nhầm nhầm cái nó sai mất cái các em comment loạn hết. Nhân cho 100. Đó. Ở đây thì từ từ nè. Đó là 16 à. Thầy bấm bị nhầm đúng không em? Bị bấm bị nhầm. Nãy thầy nhập ở dưới mẫu là 6 hả? 1 chia cho 16 chứ. 1 chia cho 16 nhân đây cho 100 nè. Thầy ngớ người xanh, thầy nói ra đâu số lớn vậy chứ. Ra là 6,25% này. Như vậy ở đây á, chúng ta thấy ở đây là sau tập huấn. Đây sau tập huấn ta nãy chúng ta vừa mới tính đây là 25. Còn trước tập huấn này, như vậy nó tăng lên thì chúng ta lấy sau tập huấn trừ trước tập huấn này. Chúng ta lấy ở đây là sau tập huấn trừ cho trước tập huấn sẽ bằng 25% trừ đây cho 6,25%. Thì đây nó sẽ bằng là bao nhiêu? Em lấy là 25% trừ cho 6,25 thì sẽ bằng là 18,75 này. Đó. Thì các em sẽ lấy sau tập huấn mà trừ đi cho trước tập huấn là bằng 18,75 nghe. 18,75. Đây câu A này. Đó, tại sao nó ra được 18,75 thì nhớ này, cái chỗ mà sau tập huấn ở trên đây chúng ta không cần tính tại vì câu B đã có này, là 25% này. Chỗ này này. Còn trước tập huấn là chúng ta tính đây. Trước tập huấn thì chúng ta lấy 1 cộng 0 chia cho 16 này. Tại vì từ 20,8m trở lên là lấy hai cái nhóm này cộng lại này. Sau đó chúng ta lấy sau tập huấn số liệu đây, ta trừ cho trước tập huấn. Lấy này trường này thì ra được 18,75 này. Tương tự như vậy ở câu D. Em hiểu không? Tổng số tương đối của số lần vận động viên ném dưới 20,2m sau khi tập huấn giảm đi. Giảm đi là bao nhiêu? Em hiểu nào? Như vậy thì tổng số tương đối số lần vận động viên ném dưới 20,2. Ném dưới 20,2 này. Nghĩa là đây là từ 20 cho tới dưới 20,2. Ở đây là 3 chia cho 16. Ở đây là 1 chia cho 16. Ta trừ ra. Các em hiểu không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy là 3 chia cho 16 nhân cho 100%. Chúng ta trừ cho 1 chia cho 16 nhân ở đây cho 100%. Thì sẽ bằng là ra cái phần trăm của nó. Nghĩa là cái câu D đó nghe. Cái câu D này. Tại sao ở đây là trước tập huấn này, ở đây là sau tập huấn này, là giảm này, các em thấy không? Giảm này. Như vậy ở đây chúng ta có thể dùng máy tính ta bấm. Ta lấy 3 chia cho 16 bằng nhân cho 100. Là đây là 18,75% trừ ở đây cho 1 chia cho 16 là bằng 6,25%. Như vậy nó giảm là các em lấy 18,75 trừ 6,25 thì nó bằng là 12,5. Đó. Nó bằng là 12,5%. Đây, đáp án A luôn. Các em có hiểu không? Có hiểu không nào? Đó, ok chưa? Thấy vậy chứ mà nó cũng có sự lươn lẹo trong đó, nó hơi khó trọng phải không? Các em, nhưng mà cơ bản là chúng ta phải tính giùm thầy cái cỡ mẫu này trước này. Để mà tính phần trăm cứ nhớ lấy thành phần chia cho cái cỡ mẫu đó, cái tổng á là ra các em nhân 100% mà tùy theo cái đề bài người ta hỏi thôi. Đó. Giảm này bằng này. 3 ở đâu? 3 là 3 chỗ này này. Còn 1 là chỗ này này. Đây là trước tập huấn, đây sau tập huấn này. Bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở cái phần tự luận luôn ở bài số 4 nha. Bài số 4. Clip này làm bài 4 nữa là xong nha. Clip sau là
4 bài còn lại nữa là xong ở phần bài tập của chương này. Nghĩa là bài phần bài tập của chương là thầy sẽ làm cho các em trong vòng là 2 clip, được chưa? Bài tập tự luận này: khảo sát các học sinh lớp 6 của một trường trung học cơ sở về thời gian sử dụng mạng xã hội trung bình trong một ngày, đơn vị là giờ. Kết quả thu được như hình bên. Ở đây người ta hỏi này, có bao nhiêu bạn tham gia cuộc khảo sát? Biết rằng có 4 bạn sử dụng mạng xã hội từ 4,5 giờ trở lên. 4 bạn từ 4,5 giờ trở lên là chỗ này. Cái này tương ứng 3,3% này tương ứng với 4 bạn này. 4 bạn học sinh này. Thì từ cái này chúng ta sẽ tính ra được cỡ mẫu. Ở đây nghĩa là cái bài này người ta hỏi các em là cỡ mẫu là bằng bao nhiêu này. Thì để tính cỡ mẫu thì em nhớ này, chúng ta sẽ lấy cái thành phần, cái khoảng thời gian là từ 4,5 cho tới 6 giờ. Ở đây cái thành phần đây là 4 bạn này. Ở đây 4 bạn đúng không? 4 bạn này. Chúng ta chia cỡ mẫu N này nhân ở đây cho 100% và đằng bằng ở đây là 3,3%. Có phải không? Đó. Thì bây giờ chúng ta đi tính N bằng cách lấy này nhân lên đây. Lấy N nhân chéo lên đây. Như vậy nó ra được là 4 nhân cho 100% sẽ bằng là 3,3% nhân đây cho N. Từ đây thầy suy ra N của chúng ta sẽ bằng là 4 nhân cho 100% và chia ở đây cho 3,3%. Nên cái này chúng ta phải thông minh một chút. Em hiểu chưa? Đó, nghĩa là ở đây người ta yêu cầu các em tính tổng khi chúng ta cho biết được cái thành phần của cái phần trăm đó. Nghĩa là 3,3% tương ứng với 4 bạn. Như vậy thì 100% sẽ tương ứng là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ lấy 4 nhân cho 100% và chia cho cái phần trăm thành phần ở đây là ra, nhớ nha. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy 3, thầy nói lấy 4 nhân cho 100 bằng chia cho 3,3. Nó gần bằng là 121 bạn nha. Tại vì ở đây người ta cho hướng chẳng, chúng ta lấy là 121 bạn. Được chưa? Ở đây là xong câu A này. Em hiểu không? Xong câu A rồi đó. Câu B, một người cho rằng có trên 50% học sinh tham gia khảo sát sử dụng mạng xã hội từ 3 giờ trở lên mỗi ngày. Từ 3 giờ trở lên nghĩa là 3 giờ này. Đúng không? Từ 3 giờ trở lên nghĩa là chúng ta sẽ lấy hai cái khoảng này. Nhận định của người đó có hợp lý hay không? Trên 50%. Có hợp lý không? Đây, 30% từ 3 giờ trở lên thì có phần trăm này, ở đây là 10%, ở đây là 3,3 thì chúng ta ở câu B này. Câu B chúng ta có là 10% cộng cho 3,3% thì thằng này mới có 13,3% thôi. Thì chúng ta nhận định này là sai. Nhận định sai chứ không thể đúng được. Không thể nào trên 50% được. Đó. Hiểu chưa? Ok chưa? Đó. Đó là chúng ta phải quan sát ở biểu đồ. Người ta yêu cầu cái gì thì chúng ta làm đúng yêu cầu người ta là ok thôi. Hiểu chưa? Chứ bây giờ mà chúng ta không làm đúng yêu cầu người ta thì không không được. Hiểu không? Ở đây chúng ta có thể trình bày như là cách 1 nha. Thầy sẽ đưa cho em một cách nữa. Giáo viên ở trên trường mà làm theo cách nào thì chúng ta sẽ làm theo cách đó. Một là người ta sẽ làm theo cách này. Hai là người ta sẽ làm theo cách này này. Đây, người ta sẽ lặp lộn theo cách này. Cách nào cũng được em. Câu B này. Nhận định là sai em nha. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong lý tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài 4 bài còn lại, phần tự luận. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.